thí nghiệm vận dụng KVST. Ok chưa? Đây là buổi số 10, thí nghiệm vận dụng KVST. Đấy, thì hôm nay mình sẽ sang cái buổi này nhá. Thì cái buổi số 10 về thí nghiệm vận dụng KVST này thì cái tầm quan trọng của nó như này. Nó là như này nhá, để thầy nói cho các em biết. Thứ nhất là cái phần và thí nghiệm vận dụng KVST này nó bắt đầu có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia từ năm 2019, là một năm này. 2020 là năm thứ hai này. 2021 là năm thứ ba. Được chưa? Thì bắt đầu nó xuất hiện từ năm 2019 là năm đầu tiên. Thì tất cả các đề thi sau năm 2019, thì năm 2019 thì nó là một dạng lại. Thì bắt đầu các cái đề thi từ năm 2020 là đổ xô theo cái phần thí nghiệm vận dụng cao. Thế nhưng mà những người làm đề người ta không biết được rằng là cái chu kỳ ra những cái câu đặc biệt dị này của bộ ấy, là nó chỉ là 3 năm. 29 có rồi nhá, 20 có rồi nhá, 21 có rồi. Vậy thì 22 là sẽ không có câu thí nghiệm vận dụng cao. Thì đúng như cái điều mà thầy dự đoán như vậy, các em có thể mở cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 ra là không có vận dụng cao. Được chưa? Và bởi vì nó không có vận dụng cao, thế nên, thế thì tại sao thầy lại phải dạy cái này? Thì thầy dạy cái phần này, thầy đảm bảo là cái năm của bọn em nó sẽ không có câu này trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia, thầy đảm bảo luôn. Thế nhưng có nghĩa nói đến 90%, gọi là đảm bảo 100% không hẳn, 90% là không có. Thế nhưng mà thầy vẫn dạy cái phần này bởi vì là nó sẽ có trong bài kiểm tra ở trên lớp là một. Nó sẽ có trong bài, trong tất cả các đề thi thử nhé. Trong tất cả các đề thi thử trong một năm tới các em sẽ làm thì nó sẽ có câu này. Thế thì chính vì vậy nên là thầy phải dạy để mà chúng ta có thể làm được bài trên lớp và làm được các bài thi thử. Ok không? Đấy, thì đấy là lý do thầy phải dạy cái phần ST vận dụng cao, và phần đấy cũng rất là hay. Phần này có thể giúp chúng ta hiểu bản chất hơn để chúng ta làm những cái bài tập nó tốt hơn nhá. Chính vì vậy nên là thầy sẽ dạy khá là kỹ cho chúng ta phần S, phần thí nghiệm vận dụng cao, để chúng ta có thể làm được điểm cao trên lớp và làm được điểm cao trong cái đề thi thử. Còn lại đến cái lúc mà luyện đề thực tế nhá. Đến lúc mà làm cái luyện đề thực tế thì thôi, mình sẽ bỏ qua cái này. Ok. Xong. À, bây giờ đầu tiên ý, để làm được cái phần mà ST vận dụng cao á, thì chúng ta cần phải có những cái vấn đề cần nhớ sau. Chúng ta phải có những điều cần nhớ sau thì chúng ta mới làm được nhá. Chứ còn nếu mà chúng ta mà không có những vấn đề cần nhớ sau thì chúng ta sẽ không làm được cái phần này. Ok. Và chúng ta sẽ có cái phần mà kiến thức cần nhớ, phần A. Phần A, kiến thức cần nhớ. Thầy sẽ cố gắng giảng theo kiểu bản chất để chúng ta hiểu. Ai cái thức cận nhớ? Thì mình sẽ có cái vấn đề sau này. Thứ nhất này, trong cái phần thí nghiệm vận dụng cao của anh ST này thì nó sẽ có hai cái dạng bài người ta sẽ hỏi về phần thí nghiệm. Đó là phần phản ứng điều chế ST và phần phản ứng thủy phân ST nhá. Nó có hai cái thôi. Phản ứng điều chế ST này thì thực ra là nó sẽ là có một vấn đề là phản ứng điều chế ST và phản ứng thủy phân ST. Thì thủy phân ST thì nó sẽ có hai cái hỏi, một cái là hỏi trong thủy phân trong môi trường axit và một cái là hỏi trong thủy phân trong môi trường kia. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi xét cái đầu tiên. Cái một nhỏ. Trong tài liệu thì thầy có rồi đấy, thầy soạn ra có rồi đấy cho các em đấy. Nhưng mà thầy vẫn muốn ghi lại bởi vì một lần ghi là một lần mình nhớ nhá. Các bạn chú ý. Một lần ghi các em phải nhớ kỹ lời thầy nói. Một lần ghi là một lần nhớ. Phải ghi thì mình mới nhớ được. Còn nếu mình lười, mình không ghi thì mình không thể nhớ được. Đúng không ạ? Câu số 1 là về một là về phản ứng điều chế ST nhá, hay gọi là phản ứng ST hóa đấy. Thì chúng ta phải hiểu thế này, là trong cái phần phản ứng ST á, thì trong cái phần giảm tải của bộ từ năm 2008 thì bộ chỉ cho chúng ta học cái phản ứng điều chế ST từ ancol và từ axit thôi. Còn lại cái phản ứng mà điều chế ST cho cái thằng anhydride cộng với phenol ấy thì bộ bỏ giảm tải. Điều chế ST bằng cách là cho axit cộng với acetylene ấy thì cũng giảm tải. Được chưa? Thế chính vì vậy nên là chúng ta sẽ bỏ qua hai cái đấy để chúng ta chỉ tập trung vào những cái gì mà của bộ thôi. Thì phương pháp thường dùng chính nhất, thì phương pháp chính để điều chế ST là cho anh axit tác dụng với anh ancol. Ở trong tài liệu thì thầy ghi rất là đầy đủ rồi, còn ở đây thì thầy sẽ nốt lại. Thầy sẽ nốt lại những cái cơ bản, những cái chính cốt yếu thôi. Được chưa? Thế thì trong này mình cần nhớ một vài cái. Thứ nhất là phản ứng ST hóa
là phản ứng thuận nghịch. Cái này thầy đã nói kỹ rồi. Phản ứng quên mất, không biết đã record chưa. Đã record rồi. Là phản ứng thuận nghịch. Và bởi vì nó là phản ứng thuận nghịch nên sẽ dẫn đến một điều là sản phẩm, sản phẩm của phản ứng, sản phẩm của phản ứng thì nó sẽ bao gồm axit dư, axit carboxylic dư ancol dư este nước và có cả H2S4 đặc. Đấy, đây là hỗn hợp thành phần sau phản ứng. Được chưa? Thế thì cái hỗn hợp thành phần sau phản ứng này này thì nó sẽ có điều gì đặc biệt? Thì thứ nhất là do anh axit carboxylic này, anh ancol này, anh nước này và anh H2SO4 đặc thì nó tan vào nhau. Còn anh este thì không tan, dẫn đến nổi lên trên. Bởi vì trọng lượng riêng của este nó nhỏ hơn nên nó không tan và nó nổi lên trên nhá. Thì đấy là một cái hiện tượng đầu tiên. Được chưa ạ? Cái thứ hai là do cái phản ứng este hóa. Thầy ghi ra cho chúng ta dễ nhìn, RCOOH cộng với R'OH mũi tên 2 chiều để tạo thành RCOOR' cộng H2O H cộng đun nóng nhẹ. Thì mình sẽ thấy rằng là nó có nước sinh ra. Đây này, do sản phẩm có nước, do sản phẩm có nước nên nó dẫn đến hai điều. Thứ nhất là phải sử dụng H2SO4 đặc. Nó vừa có tác dụng, vừa có tác dụng làm chất xúc tác. Làm chất xúc tác. Các bạn nghe kỹ nhá, buổi này rất quan trọng. Và tất cả những bạn nào học kém, học gà, mất gốc đều có thể học vào bài này. Bài này cực kỳ quan trọng luôn. Thầy làm phát là chúng ta có thể nắm được chắc. Sử dụng H2O4 đặc vừa có tác dụng là chất xúc tác mà vừa là chất hút nước, vừa là chất háo nước. Háo nước là hút nước đấy ạ. Dẫn đến tăng hiệu suất của phản ứng. Tăng hiệu suất phản ứng. Được chưa? Nhá. Thì đấy là về tác dụng của H2O4. Thứ hai nữa là cũng do là trong sản phẩm có nước nên sẽ ưu tiên sử dụng axit carboxylic và ancol nguyên chất hoặc là nồng độ cao để hạn chế, để hạn chế sự xuất hiện của nước, để tăng hiệu suất, tăng hiệu suất phản ứng. Đấy, ta phải nốt lại nhá. Được chưa? Thứ ba là ở trong phản ứng este hóa thì người ta có thể thực hiện là bằng hai cách, hoặc là đun cách thủy hoặc là đun nóng nhẹ. Có thể này thực hiện là đun cách thủy. Các bạn phải ghi lại nhá. Hoặc là đun nóng nhẹ, hai cái này tương đương với nhau. Tại sao lại thực hiện hai cái này mà không phải đun sôi? Đấy, tại vì thế này. Vì thứ nhất nhá, ancol, axit, nước và cả este đều dễ bay hơi. Đều dễ bay hơi. Nên phải đun như trên. Phải đun như trên để hạn chế
cái việc bay hơi quá nhiều của ancol, của axit của nước, và chỉ ưu tiên cho thằng ST bay hơi thôi để thu được ST nguyên chất lớn, để thu được ST nguyên chất hơn. Được chưa? Nhớ chưa? Thế thì chính vì vậy nên người ta còn lắp ống hồi lưu. Lắp ống hồi lưu cho hỗn hợp. Cho hỗn hợp để hạn chế, để hạn chế cái việc mà axit carboxylic ancol bay hơi ra ngoài. Và từ đó dẫn đến làm tăng hiệu suất phản ứng. Ok chưa? Đấy, thì tất cả nó đều có cái lý do của nó hết. Nhá. Ngoài ra trong cái hỗn hợp này thì người ta thứ nhất là thả đá bọt. Thả đá bọt vào trong hỗn hợp dung dịch. Thì cái tác dụng của nó, tác dụng của đá bọt, các bạn ghi kỹ vào nhá, học một cái nhưng mà để dùng cho tất cả mọi cái sau này. Thì tác dụng của đá bột bọt đó là cái tác dụng của nó là làm cho dung dịch, làm dung dịch sôi đều để tránh nứt vỡ ống nghiệm, tránh nứt vỡ ống nghiệm. Cái này rất quan trọng nhá, không phải ai cũng thể nói được cho các em cái điều này, bởi vì là phải là những người mà đã thực hiện ở bên trong cái phòng thí nghiệm của trường đại học sư phạm 1 được học và được các thầy giảng viên ra đề dạy cho cái này thì mới biết được để mà trả lời cho các em. Thì thầy nói sâu hơn một tí là cái ngọn lửa đèn cồn ấy thì nhiệt độ sôi của nó nhá, cái nhiệt độ sôi của cái nhiệt độ của cái ngọn lửa đèn cồn nó rất là lớn, các em hiểu không ạ? Cái nhiệt độ của ngọn lửa đèn cồn nó từ 400 cho đến 500 độ C. Nếu mà khi chúng ta đun ấy, chúng ta đun tập trung vào một chỗ thôi, thì cái bình cầu ấy nó có là thủy tinh, nó cực kỳ là mỏng thì nó rất dễ bị nứt vỡ. Chính vì vậy nên là đầu tiên ấy, khi mà đun ấy thì người ta phải thì người làm thí nghiệm phải hơ cái đèn cồn ở xung quanh cái đáy của cái bình cầu, được chưa, để cho nó giãn nở ra, thủy tinh giãn nở ra, sau đó mới đun tập trung một chỗ, sau đó thả đá bọt vào để đá bọt đó có tác dụng là làm sôi đều, bọt nó tỏa ra mà nó làm sôi đều ở bên trong cái hỗn hợp ở đấy để cho nó tránh nứt vỡ ống nghiệm, được chưa? Đấy tác dụng của đá bọt nhá, các bạn hiểu chưa? Được chưa? Dễ mà. Trong này ngoài ra thì người ta còn phải sử dụng nhiệt kế. Nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp. Tra nhiệt độ của hỗn hợp. Đấy, sử dụng nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ hỗn hợp nhá. Tiếp tục nữa là sau khi mà phản ứng, sau phản ứng thì hỗn hợp được tách thành hai lớp, trong đó este nổi lên trên, cái hỗn hợp mà chìm xuống dưới đấy nó gồm axit dư này, ancol dư này, nước này và axit sulfuric. Thế thì người ta còn có thể cho thêm, cho thêm NaCl bão hòa, cho thêm NaCl bão hòa. Thì cho thêm NaCl bão hòa này vào, bởi vì thế này này, thằng NaCl ấy khi mà cho vào ấy thì nó sẽ làm tăng cái trọng lượng, làm tăng cái trọng lượng riêng, trọng lượng riêng của hỗn hợp dung dịch, hòa tan nó, hòa tan nó. Và ở đây là hỗn hợp dung dịch của axit, của ancol, của nước. Axit để thầy viết chung cho cả axit carboxylic và cả axit sulfuric, được chưa?
thì dẫn đến nó đẩy cái sự phân lớp của anh ST với cái dung dịch còn lại rõ ràng hơn. Đấy, anh nào chìm thì chìm sâu hẳn xuống, anh nào nổi thì nổi lênh phênh lên. Đấy, mình hiểu như vậy nhá. Thì đây là tác dụng của NaCl bão hòa, được chưa? Thế thì việc làm lạnh bằng nước đá hoặc là ống sin sinh hàn, cái việc làm lạnh bằng bình nước đá hoặc là ống sinh hàn, hoặc là ống sinh hàn nhá, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là cái thằng este khi mà đun nóng lên thì nó chuyển thành dạng hơi, nó bay ra đúng không, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là ngưng tụ este, giúp cho sự ngưng tụ của sản phẩm. Ngưng tụ là từ hơi đấy chuyển thành lỏng, ngưng tụ của sản phẩm, được chưa? Ok chưa? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có một vài cái chú ý đơn giản như sau. Chú ý. Thứ nhất là chúng ta không thể thay đổi, không thể thay anh H2SO4 đặc bằng anh H2SO4 loãng, hay là bằng anh HNO3, hay là bằng anh HCl được. Vì làm sao ạ? Không thể thay được bằng, vì thằng 24 đơn đặc ở đây nó là có tính hút nước. Ngoài cái việc tăng hiệu suất, ngoài việc tăng hiệu suất thì nó còn hút nước để tăng hiệu suất, đúng, cũng là tăng hiệu suất. Có nghĩa là ngoài cái việc mà làm xúc tác, sorry, ngoài cái việc mà làm xúc tác, ngoài cái việc làm xúc tác, sorry, ngoài việc làm xúc tác, ngoài cái việc làm xúc tác cho phản ứng xảy ra, thì còn để tăng hiệu suất phản ứng. Ok chưa? Đấy, thì đây mình chú ý nhá. Chúng ta lưu ý rằng là trong cái hỗn hợp mà hơi ấy, mà thu được cái hỗn hợp sản phẩm mà thu được ở sau khi ở bên ống sinh hàn đấy, đúng không ạ? Nó đi qua ống sinh hàn đấy mà. Đấy gì? Thì cái hỗn hợp mà sau khi đi qua ống sinh hàn thì nó sẽ là chất lỏng, hỗn hợp sản phẩm thu được sau khi đi qua ống sinh hàn ống sinh hàn thì nó sẽ bao gồm là axit carboxylic ancol và este, chứ tuyệt đối là không có H24 đặc nhé. Tại vì H24 đặc nó bốc hơi nhiệt độ rất cao, 337 độ C cơ. Mà chúng ta có thể coi như là nó không bay hơi. Được chưa? Được chưa? Thì cái sản phẩm này đi qua ống sinh hàn nó sẽ gồm axit ancol và este, trong nó este nổi lên bên trên, nên chúng ta có thể là sử dụng phương pháp chiết để thu được este nhá. Được chưa? Tiếp theo là muối CaCl2 khi thêm vào thì có tác dụng để hút nước và ancol để este thu được nguyên chất.
Và cuối cùng đó là sản phẩm thì ST thu được thì có hương thơm. Được chưa? Đấy, thì đấy là về cái phản ứng ST hóa nhá. ST hóa đấy, dài như này. Các bạn ghi lại nhá. Thực ra cái này chúng ta làm nhiều thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải hiểu. Sau đó là chúng ta sẽ làm nhiều, làm thật nhiều thì chúng ta sẽ nhớ, tự nhiên nhớ được ở trong đầu thôi nhá. Hai nhỏ là phản ứng thủy phân. Thủy phân ST trong môi trường axit. Thì cái việc mà phản ứng thủy phân ST trong môi trường axit này nó cũng là một phản ứng thuận nghịch. RCOO R phải trừ một vài trường hợp đặc biệt đấy nhá. H cộng này, RCOOH này cộng với R phải OH trừ một vài trường hợp đặc biệt nó tạo thành anhít, ceton hoặc phenol. Được chưa? Thì do là phản ứng này xảy ra không hoàn toàn. Do phản ứng xảy ra không hoàn toàn nhá. Nên là ST vẫn còn dư. Nên dẫn đến là dung dịch sau phản ứng là vẫn phân lớp. Và anh ST vẫn nổi lên trên. Được chưa? Ba nhỏ. Thế còn là những cái chú ý thì có những cái chú ý nhỏ thì mình ở bên trên cái phần mà phản ứng ST khóa thì nói hết rồi. Ba nhỏ là phản ứng thủy phân ST trong môi trường kia. Thủy phân ST trong môi trường kiềm hay vẫn còn được gọi là xà phòng hóa đấy ạ. Thủy phân ST trong môi trường kiềm hay vẫn được gọi là xà phòng hóa thì mình sẽ có phương trình là RCOO R phải cộng với NaOH thì tạo thành RCOONa cộng R phải OH, đúng không ạ? Thì cái phản ứng này thì là phản ứng xảy ra hoàn toàn đấy chưa? Thì dẫn đến là kết thúc sản phẩm, sản phẩm thu được là muối và ancol, nên dẫn đến dung dịch thu được là đồng nhất. Thực ra là đồng nhất với muối và ancol ít carbon thôi nhá. Mà ngoặc đơn trừ trường hợp chất béo thì mình sẽ học bài chất béo buổi sau. Buổi sau mình sang chất béo nhá. Ok chưa? Đấy là những cái điều mà thầy cần chúng ta nhớ nhá. Các bạn ghi lại hết vào vở chưa? Ghi kỹ và các bạn có ghi kịp không? Anh em nào ghi kịp thì trả chấm xuống cái. Anh em nào ghi kịp thì thả chấm xuống cái để thầy biết. Thầy biết là chúng ta ghi kịp. Không, thầy không biết các em ghi kịp hay không. Chấm xuống cái ạ. Chấm cái để thầy biết nào. Viết hơi nhiều chữ nên thầy viết hơi ngoáy. Các bạn thông cảm nhé. Lần sau thầy cố gắng viết đẹp hơn. Các bạn ghi kịp không ạ? Ok không ạ? Rồi. Giờ vào làm bài tập nhá. Viết dài quá. Mình có 10 ví dụ cơ mà. Đây, đây là toàn mức độ vận dụng cao hết. Giờ các bạn có thể comment cho thầy xem là ví dụ 1 đáp án nào đúng ạ? Ví dụ 1 đáp án nào đúng ạ? Thầy bảo rồi mà thầy luyện thực ra cái phần ST ấy là cái phần đầu tiên mà cũng là cái phần mà nhiều bạn mất gốc, mà nó cũng chính là cái phần mà chứa nhiều cái câu hỏi khó, cần phải có một cái nền tảng bự, nên thầy dạy khá là chậm để cho các em có thể theo kịp và các em có thể hiểu được cái phương pháp học nhé. Các bạn nắm được cái phương pháp học bên trong lòng bàn tay á thì các bạn sẽ học được tốt hơn. Đấy là cái điều mà thầy muốn truyền tải đến các em. Bởi vì hóa bây giờ mà mình mà luyện thi ấy,
thì mình phải luyện được làm sao để thi được điểm cao. Đấy, thì các bạn cứ đọc đi. Cái điều quan trọng của thầy đó, là khi mà học với thầy thì các em không cần thiết phải làm đúng ngay từ câu đầu tiên, mà thầy chỉ cần là các em đọc và các em làm thôi. Các em chỉ cần chọn thầy đáp án thôi. Có việc đúng sai không quan trọng nhé. Học với thầy đúng sai không quan trọng. Cái đúng sai nó chỉ quan trọng duy nhất một lần thôi. Đấy là trong kỳ thi Trung học thông quốc gia. Còn lại tất cả các kỳ thi trước kỳ thi Trung học thông quốc gia, nó đều là thi nháp hết. Nó đều là thi thử hết. Nó đều là cái việc mà chúng ta thi thử để chúng ta kiểm tra, chúng ta test xem là cái quá trình vừa rồi chúng ta học hành như nào. Tốt lên thì mình sẽ tiếp tục theo phương pháp học đó. Mà kém đi thì mình phải thay đổi phương pháp học. Bởi vì đối với các em thì bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đúng không ạ? Nào, ví dụ số 1. Các bạn cứ comment đáp án đi. Không sao cả, có thầy ở đây, thầy sẽ phân tích cho ông ta hiểu nhá. Thế bây giờ thầy sẽ chữa ông ta cái ví dụ số 1 trước đi. Thực hiện thí nghiệm theo bước như sau. Thêm 4ml ancol isoamylic. Ancol isoamylic. Và 4ml acid acetic. Đây ạ, H2O4 đặc. Ống nghiệm khô, tại sao ống nghiệm phải khô? Tại vì là nó sinh ra nước mà. Thì cái ống nghiệm khô ấy, để nó giảm bớt cái nước đi, để nó tăng hiệu suất của phản ứng lên. Lắc đều thì đây phản ứng este hóa. CH3COO 3, 4 cộng nước. Thì nó sẽ là isoamin acetat. Và chúng ta cần phải nhớ anh này là dầu chuối nhá. Được chưa? Cái gì nó cũng đi từ bản chất. Mình nắm được bản chất là mình thành công. Được chưa? Thế thì cái bước 1 này là chưa có phản ứng xảy ra đâu. Bước 1 này là dung dịch đồng nhất. Bởi vì nó chưa có gì xảy ra cả. Thằng ancol nó tan trong thằng acid và nó cũng tan trong H2O4 đặc nhá. Đến lúc bước 2 đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng đun 10 đến 15 phút đây này để cho cố định nhiệt độ từ 65 đến 70 độ C. Đun đưa ống nghiệm vào nồi nước nóng, đây là đun cách thủy nhá. Sau đó lấy ra làm lạnh. Được chưa? Thì cái việc làm lạnh là cho cách phản ứng thủy phân nó ngừng lại. Là cho phản ứng este hóa nó ngừng lại. Thì lúc này là dung dịch, lúc này nó xảy ra phản ứng thì nó tạo thành este rồi này. Thì lúc này là dung dịch phân lớp. Sau đó rót vào ống nghiệm 10ml dung dịch NaCl bão hòa thì mục tiêu là để cho nó phân lớp rõ ràng hơn. Tại bước 2 lúc này mới xảy ra phản ứng este hóa, chính xác. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách ra thành hai lớp, chính xác. Đúng không? Chính xác. Sau bước 3 nó tách thành hai lớp rõ rệt hơn. Đúng không? Có thể thay nước lạnh trong cốc 3 bằng dung dịch NaCl bão hòa. Hoàn toàn đúng, bởi vì nếu mà mình thay nước lạnh bằng dung dịch NaCl bão hòa thì NaCl bão hòa làm tăng chênh lệch khối lượng riêng, thuận lợi cho việc chiết hơn. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín đấy đấy, mùi chuối chín, chính xác. H2O4 đặc đóng vai trò là chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng, chính xác. Ô vậy là đúng hết. Vậy ở đây chúng ta sẽ có tất cả các nhận định trên đều đúng, đáp án đúng là à, các em thấy không? Dễ không? Quá dễ nhé, các bạn đừng ngại học. Các bạn đừng ngại sai, thầy muốn là các em cứ đọc, các em thấy cái gì đúng, các em thấy cái gì sai các em comment thôi. Nó dễ, nó rất dễ. Đúng không? Nào ví dụ số 2 nào, bây giờ làm đi. Và cho thầy đáp án. Đây là những câu vận dụng cao, chúng ta được quyền làm trong vòng khoảng độ tầm 3 phút. 3 phút cho một câu. Anh em cùng comment đáp án nhá. Cùng comment đáp án đi. Nhá. Chiến đấu để chiến thắng. Vì chúng ta đều là học sinh của thầy Minh. Chúng ta đều nỗ lực chinh phục mọi đỉnh cao. Ví dụ 2 ạ. Ô không quên rủ các bạn học thầy nhá. Nhớ để giới thiệu thầy đến các bạn của các em đấy. Học chất này mà không giới thiệu thì hơi buồn. Làm gì có ai chia dạng cho em phần này đúng không? Có ai chia dạng phần này không? Chẳng qua cái phần này nó là phần mà thực ra cái phần mà kiến thức cần nhớ ấy, về cái chia dạng đấy là thầy sử dụng cái kiến thức mà ngày xưa thầy học ở trong phòng thí nghiệm. Ngày xưa thì thầy được phân kiểu thầy hay đi làm ở phòng thí nghiệm ấy, thì thầy hay lăn lê bò toài con trai mà. Ở trong phòng thí nghiệm của trường Đại học Sư phạm 1 thì thầy hay lăn lê bò toài, xong rồi thay được các thầy phân công làm lớp trưởng phòng thí nghiệm, chuyên phụ trách là lau dọn đồ dùng thí nghiệm và kiểm tra đồ bị mất. Yêu thế mà có cái năm nhá,
Mà các em biết không, là hồi đấy là phải thí nghiệm, là thí nghiệm về cái màu của ngọn lửa khi mà đốt các cái cation Na cộng, K cộng, Li cộng, CS cộng. Đấy. Thì cái hôm đấy nhá, là thế nào thì cái dây để đốt là platin, mà platin đắt hơn vàng, nó gọi là vàng trắng, nó đắt hơn vàng. Hồi đấy thì check giá là vàng là có là 3 triệu rưỡi một chỉ, thì platin là 10 triệu một chỉ. Thì cái dây đấy, cái dây platin đấy nó giá trị hơn một chỉ. Có nghĩa là nó phải giá trị là 15 triệu. Và bọn thầy rất nâng niu nó và rất sợ mất, bởi vì mất là phải đền cả cái lớp này, đền lớp hôm đấy có 15 đứa. Có nghĩa là nếu mà mất nó thì mỗi đứa phải đền 1 triệu, 1 triệu thế đấy to lắm. Thế mà thế nào tất cả mọi đứa đều quan tâm đến nó, thế nhưng mà cuối cùng đến lúc trả đồ phòng thí nghiệm, cái đấy biến mất. Trời ơi, thầy lớp trưởng phụ trách cái phòng thí nghiệm, ôi nếu mà đền thì nhục nhục không tả nổi. Bây giờ nghĩ mỗi đứa góp nhau 1 triệu lấy đâu ra tiền, sinh viên thì nghèo, sinh viên sư phạm, mà tìm hết rồi nhá, tìm hết tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách, mọi chỗ đều không thấy cái giày đâu, nhục lắm các em ạ. Thế xong em biết nào, thầy ra bảo anh em bây giờ thôi cố gắng, và tất cả chúng nó đều nản, nó đi về rồi, bảo thôi chấp nhận đền 1 triệu. Thế là thầy còn còn 3 đứa, thầy với 2 đứa bạn thân ở lại, không thể thế như thế được. Thế là bắt đầu thầy bảo là thế bây giờ chúng mày lau đi, rồi chúng mày lau hết cho tao cái mặt bàn cho sạch đi, và nếu mà có gì hất xuống dưới đất. Sau đó là thầy một thằng nữa là bắt đầu đi quét nhà. Ô thế nào lại vui ghê mà quét nhà thì lại 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 lúc đấy thì lại nhìn mẹ, có cái dây gì nó trắng trắng lấp lánh ở bên dưới, thế cúi xuống nhặt platin may chưa. Đấy thì đấy là một cái kỷ niệm mà thầy mãi mãi thì không bao giờ quên khi mà làm việc ở bên trong phòng thí nghiệm của bên trường đại học sư phạm. Nói chung là bởi vì là hay làm thế thì những cái phần về thí nghiệm này thì nó mới có kiến thức để mà có thể dạy cho các em. Ô em comment đáp án đi, comment đáp án đi. Rồi ok ạ nhá, hai nhá. Thế muốn hiếu hòa hẻ comment. Bước 1 là cho hai thằng này vào ống nghiệm này thì chưa hiện tượng gì xảy ra này, đúng chưa, bọn này nó đồng nhất, dung dịch đồng nhất, dung dịch đồng nhất. Lắc đầu ống nghiệm đun cách thủy trong khoảng từ 6 đến 8 phút thì lúc này phản ứng ST xảy ra này. Làm lạnh ống nghiệm sau đó rót 3 ml dung dịch NaCl bão hòa vào thì nó phân lớp này, phân lớp rõ rệt. H2S4 đặc chỉ đóng vai trò là xúc tác cho phản ứng, sai. Nó ngoài cái vấn đóng vai trò là xúc tác, nó còn hút nước, tăng hiệu suất. Chỉ là sai rồi. Thêm dung dịch NaCl bão hòa để sản phẩm tạo thành không bị phân hủy, sai. Để tách chứ không phải là để sản phẩm không bị phân hủy. Nhá. Sau bước 2 phản ứng ST hóa thì trong nghiệm vẫn còn ancol, vẫn còn axit, chính xác, bởi vì phản ứng ST hóa là phản ứng thuận nghịch. Sau bước 3 trong ống nghiệm thu được hỗn hợp chất lỏng đồng nhất, sai. Phân lớp mà, ST nổi lên trên, ancol và axit chìm xuống. Sau bước 3 trong ống nghiệm có chất rắn màu trắng nổi lên, sai chưa? Sai tiếp, đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có một đáp án đúng thôi. B. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Hỏi thầy thầy giải đáp luôn nhé. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Hỏi thầy 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 giải đáp luôn. Hỏi luôn nhé, hỏi luôn thầy giải đáp nhé. Nếu bạn nào không hỏi gì thì mình sang cái câu số 3. À. Đấy, các em nhìn thấy không, thầy tuyển tập những cái đề cho chúng ta là những đề mới nhất, mới toanh luôn, giáo trình mới cứng. Đề thi thử Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 trường Trung học phổ thông Gang Thép Thái Nguyên lần 1. Anh em cũng comment thầy đáp án, thầy đáp án gì cũng không quá khó với sức các em, bởi vì thầy giảng hết rồi, để cho dễ nhìn tí. Bạn cũng comment đáp án nhá, comment phứa phừa phựa lên, đúng hay sai không quan trọng, em nghĩ nó là đúng là được, đừng có run, đừng có sợ nhé, em nghĩ nó là đúng thì ok, thì em cãi nói cho thầy biết cái suy nghĩ của em vậy thôi, thầy tôn trọng suy nghĩ của em cực kỳ tôn trọng luôn. Comment đáp án mạnh mẽ, ví dụ số 3. Cái phần này là phần vận dụng cao dễ nhất. Thực ra thì nói thật với các em là chúng ta còn một cái phần dạng ST vận dụng cao nữa cơ, nhưng mà có lẽ thầy để dành sang phần tổng ôn, bởi vì nếu mà bây giờ mà lao ở cái dạng đấy nữa thì phải đến tầm 2 buổi mới xong mất nhá. Và bây giờ chúng ta phải chuyển sang chất béo rồi,
chuyển sang chất béo, xong rồi còn chuyển sang carbohydrate. Chất béo thì học nhanh thôi. Thứ tư tuần tới mình học về chất béo nhé. Buổi đầu tiên về chất béo, các bạn nhớ theo dõi đầy đủ. Ví dụ số 3. Trong phòng thí nghiệm thì người ta điều chế isoaminacetat theo sơ đồ hình vẽ dưới đây. Thế thì chắc chắn cái bình số 1 này của chúng ta để điều chế isoaminacetat thì bình số 1 chúng ta phải gồm ancol isoamylic nhá, bắt buộc phải có ancol isoamylic. Thứ hai là nó phải có là acid acetic. Thứ ba phải có H2SO4 đặc. Được chưa? Ok nhá. Thế đây này, các chất điều chế trực tiếp Y. Thì điều chế trực tiếp là Y là isoaminacetat thì gồm có CH3COH và ancol isoamylic. Có 5 carbon, 1 2 3 4 5, đúng rồi, một đúng. Một đúng. Nó dễ mà. Thực sự nó dễ các em ạ. Nhá. Nó không quá khó với sức cầu các em đâu. Các em làm được hết. Hai, nước trong ống trên hình vẽ có tác dụng làm lạnh để ngưng tụ chất Y. Đây này, nước làm lạnh này. Đúng không? Cho nước lạnh vào đây để cái chất Y này nhá. Chất Y là este nó bốc hơi. Nó bốc hơi, đun nóng nó bốc hơi. Hơi chui ở đây thì qua cái nước làm lạnh này này thì nó làm ngưng tụ, thế nó chảy thành giọt ở đây. Được chưa? Vì cái nước trong ống trên hình vẽ có tác dụng làm lạnh để ngưng tụ chất Y là đúng. Phản ứng trong bình cầu là phản ứng thuận nghịch, đúng rồi. Bởi vì đây là phản ứng este hóa các em ạ. Trong bình cầu thì cần thêm axit sulfuric đặc để nhằm hấp thụ nước và xúc tác cho phản ứng, chính xác. Đấy, vừa hấp thụ nước và vừa làm xúc tác cho phản ứng. Chính xác. Chất lỏng Y được sử dụng làm hương liệu trong sản xuất bánh kẹo. Đúng rồi, dầu chuối mà. Nó thay chuối hẳn hoi đúng không? Chúng ta ăn kẹo chuối, chúng ta ăn thạch chuối, chúng ta ăn mọi thứ liên quan đến chuối ở trong công nghiệp thì đa số chúng nó là đều đi từ gì? Nó đều đi từ cái thành này hết. Isoaminacetat hết. Nhá. Có thể sử dụng giấm ăn 2%. 2% là sai rồi, phải nguyên chất để nó tăng hiệu suất phản ứng. Vậy 6 sai. Vậy đây mình có 1, 2, 3, 4, 5 5, 5 cái đúng. Vì vậy nên số phát biểu đúng là 5 à. Ok không ạ? 5 phát biểu đúng các bạn nhé. 5 phát biểu đúng. Ok chưa? Đấy, nhiều đứa comment sai này. Không sao cả. Một lần sai, một lần nhớ. Thắc mắc gì hỏi thầy luôn nhá. Ví dụ 4 các em ơi. Ví dụ 4, các bạn đọc đi xong các bạn làm luôn đi. Hình như chắc các bạn nhìn thấy phần này vận dụng cao nên các bạn sợ các bạn không làm đúng không? Đã bảo rồi, thầy dạy thì tất cả mọi thứ dù nó có khó đến mấy thì nó biến thành dễ. Các em chỉ cần nghe cái thầy giảng thôi nhá, chỉ cần nghe những cái mà thầy giảng thôi thì mọi thứ đó đối với các em nó trở thành dễ dàng. Ví dụ số 4 á. Em đọc kỹ được comment thầy đáp án nhá. Dễ mà. Trong lúc mà chờ đợi các bạn làm ấy, bạn nào muốn có thắc mắc gì về kỳ thi năm nay hay là muốn hỏi về định hướng ngành nghề gì đó thì có thể comment ở phía dưới, thầy có thể tư vấn cho các em bằng những cái hiểu biết của thầy. Nên định hướng từ sớm đi nhá. Ví dụ như là các bạn mà học hóa khủng thì các em có thể thi vào y này, có thể thi vào dược này, có thể thi vào ngành công nghệ sinh học này. Đấy, của các trường khối A cũng nhiều ngành có hóa mà. Bởi vì hóa nó yêu cầu về logic. Rồi tốt. Ok, thấy một bạn comment đáp án rồi. Các bạn khác không? Ví dụ số 4 đó. Mấy phần này mấy ngày hôm nay toàn học về cái khó thôi. Mấy buổi gần đây toàn học về vận dụng với vận dụng cao. Các bạn sợ các bạn chạy mất dép. Khóa này khó quá nhỉ. Hay thầy dạy dễ đi một tí. Các em có muốn thầy dạy dễ đi một tí không? Nhưng mà nói thật với các em nhá, nếu mà dạy dễ thì các em thi được điểm không cao đâu. Thực sự đấy, không cao. Ví dụ 4 ạ. Trong phòng thí nghiệm thì anh etinacetat được điều chế theo các bước. Một là cho ancol ethylic và 1 ml ancol ethylic này, 1 ml acid acetic này, cho vào vàng dễ nhìn nhỉ.
nguyên chất một giọt axit sulfuric đặc vào ống nghiệm, lắc đều đồng thời đun cách thủy, rồi làm lạnh rót thêm 2 lít. Thế là câu chuyện nó như nhau, có thể thay axit sulfuric đặc bằng axit sulfuric loãng, sai chưa? Axit sulfuric đặc nó háo nước chứ axit sulfuric loãng nó có háo nước đâu mà thay. Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp, sai chưa? Đun sôi hỗn hợp nha là nó bốc hơi hết. Thì cái hỗn hợp sau ấy là mình thu được hiệu suất, thứ nhất là hiệu suất xảy ra phản ứng là kém, thứ hai là cái hỗn hợp sau ấy mình không thu được phần lớn là este đâu, nó bị lẫn nên không thể đun sôi được, mà chúng ta chỉ có đun cách thủy, được chưa? Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế, đúng, chính xác, C đúng. Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn, không hẳn, không phải, mặc dù nó có một chút nhưng không phải mục tiêu chính của nó là để hiệu suất cao hơn, mà mục tiêu chính của nó là để cho tách được cái lớp của anh este ra bên ngoài, nổi lên bên trên. Dung dịch có thể thay dung dịch NaCl bão hòa MaCl, không được, lúc nãy thầy nói rồi, đúng không? Để hiệu suất phản ứng xảy ra cao hơn thì nên dùng, không được, phải nguyên chất. Đề bài hỏi số phát biểu sai ghê mà. Ui ôi, số phát biểu sai. A, B, D, E, F, 5 phát biểu sai. B. Ví dụ 4 đáp án B nhá. Đấy, Tuyên Dương bạn trả lời đúng này, 4B này. Xịn chưa? Quá xịn. Đúng học trò thì mình nhờ. Ví dụ số 5 nào. Ví dụ số 5 ạ. Các bạn cùng chọn ra thấy đáp án ví dụ số 5. Quá nhiều ví dụ để mình làm khủng. Ví dụ số 5 ạ. Các bạn làm đi ạ. Cho thấy đáp án. Làm cho thấy đáp án nào. Làm phứa đi. Sợ gì. Hóa khó có thì mình lo. Nhá. Hóa khó đến mấy thì đều có thầy lo đây rồi. Có thầy ke rồi. Các em không bao giờ phải lo hết. Việc của các em là chỉ cần nghĩ và làm thôi. Được không? Không có gì phải lo sợ. Ok nhá. Dễ mà. 5 nào. Ui, nhìn ví dụ 5 nhìn sợ. Nhìn ví dụ 5 nhìn kinh. Các bạn có kinh không? Nhìn thấy cũng choáng nhỉ. Ngồi phòng thi ý, mà kiểu mà mình làm xong mấy câu dễ dễ rồi, sau đó mình nhìn thấy câu này mà bỏ, nhưng mà nói thật các em nhá, các em mà bỏ câu này quá tiếc luôn. Học thầy rồi mà bỏ câu này quá tiếc luôn. Học thầy rồi mà đi thi ý, mà làm đến những cái câu, làm hết 36 câu rồi thì còn 4 câu khó, thì phải nhanh chóng chọn câu này mà giải. Câu này là câu cứu điểm, đúng không? Ví dụ số 5 này. Bây giờ là cho 2 ống nghiệm, mỗi ống 2 ml etin acetat CH3COOCH5, thêm 2 ml, đây là thủy phân trong môi trường axit này. Ống 1 là thủy phân trong môi trường axit, ống 2 là thủy phân trong môi trường kiềm, nhưng lúc này chưa thủy phân nên lúc này dung dịch vẫn phân lớp nhá. Dung dịch phân lớp ở cả 2 ống nghiệm. Bước 3, lắc đều cả 2 ống nghiệm. Lắc ống sinh hàn đun sôi nhẹ thì lúc này bắt đầu xảy ra phản ứng thủy phân này. Thủy phân thì sau khi thủy phân ống nghiệm 1 là thủy phân trong môi trường axit thì dung dịch phân lớp. Còn ống nghiệm 2 là phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm thì là dung dịch đồng nhất. Bởi vì là cái muối nó sinh ra nó tan mà. Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân lớp, ống thứ hai đồng nhất, sai. Sai lè luôn. Sau bước 3, chất lỏng trong ống nghiệm cả hai ống đồng nhất, sai. Một thằng đồng nhất, một thằng phân lớp. Sau bước 3, sản phẩm thủy phân của
cả hai ống nghiệm đều tan tốt trong nước sai. Đấy, một thằng phân lớp, một thằng đồng nhất thì chứng tỏ là sản phẩm thủy phân. Đúng không? Ở bước 3 thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, đúng này. Ống sinh hàn tác dụng hạn chế chất thất thoát của chất lỏng, đúng này. Sau bước 3, ống thứ hai lớp chất rắn màu trắng nổi lên, không có. Bởi vì là chất rắn màu trắng nổi lên nó chỉ với xà phòng thôi. Vậy cho phát biểu dưới đây, số phát biểu đúng là mình chỉ có 2, D và E. Càng chưa? Càng đét đẹp nhá. Càng đét đẹp luôn. Ơ từ từ. Ở cái ví dụ số 4 này. Từ từ nhá các em ạ. Ở cái ví dụ số 4 này. Để thầy nhìn lại tí. Ở ví dụ số 4. Số phát biểu sai là 5, đúng rồi. Ở ví dụ số 4 này số phát biểu sai là 5. Ở ví dụ số 5. Ở ví dụ số 5 của chúng ta thì mình sẽ có là số phát biểu đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng. A sai, B sai, C như đúng. Tại vì là vừa nãy thầy đọc nhanh. Tại vì C ở đây nó bảo là sau bước 3 sản phẩm cơ mà, của phản ứng thủy phân. Thì sản phẩm thủy phân của thằng etinacetat là thu được ancol và axit là cũng tan tốt. Mà sản phẩm thủy phân của thằng CH3COCH5 ở bên trong môi trường kiềm là thành muối và ancol cũng tan tốt. Vì vậy nên là C đúng. Đấy, đọc kỹ là công toan nhá. Còn G là sai, đúng rồi. Và ở đây mình sẽ có là 3 phát biểu đúng. D, 5 D ạ. Tí toàn. Tí nữa là toàn nhờ. May quá, đọc lại. Ví dụ số 6. Ví dụ số 6 nào các em. Ví dụ số 6 á. Căng thẳng nhờ. Quá căng. Càng đét đẹp. Ví dụ số 6. Thực hiện phản ứng điều chế isoamin acetat dầu chuối theo trình tự sau. Thực hiện phản ứng điều chế isoamin acetat dầu chuối theo trình tự sau. Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit acetic và 2 giọt axit sulfuric đặc vào ống nghiệm. Thì lúc này là dung dịch đồng nhất này. Bởi vì chưa có gì xảy ra. Đúng rồi, đi thi. Đúng rồi, đi thi thì mất không phải lắm. À không, chưa mất được bởi vì là mấy cái câu này là phải đọc lại mà. Chưa mất được, kiểm tra lại. Bước 2 lắc đều, đun nóng hỗn hợp 8 đến 10 phút trong nồi nước sôi. Thì là đun nóng hỗn hợp 8 trong nồi nước sôi là đun cách thủy. Thì lúc này phản ứng ester hóa xảy ra. Làm lạnh, rót ống nghiệm và sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3 đến 4 ml nước lạnh thì nó là làm nguội đấy. Nhá. Thì ở ví dụ số 6 này mình sẽ có này. Phản ứng ester hóa giữa ancol isoamylic với axit acetic là phản ứng một chiều. Sai. Phản ứng thuận nghịch hai chiều mà kem. Đúng không? Phản ứng này phản ứng hai chiều mà. Thuận nghịch mà. Việc cho hỗn hợp sản phẩm nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân. Sai. Thêm nước lạnh vào nhá. Thêm nước lạnh. Thì nó sẽ làm như này. Thêm lạnh thì nó làm giảm nhiệt độ. Giảm nhiệt độ thì nó sẽ khiến cho cái việc mà tách lớp nó dễ ra. Nó diễn ra dễ hơn. Có nghĩa là cái thằng mà nặng thì sẽ chìm xuống. Thằng mà nhẹ thì nó sẽ nổi lên. Nên là cái việc mà thêm nước lạnh vào nó có tránh sự thủy phân nhỉ? Thực ra là một phần nào đó là nó cũng là tránh sự thủy phân. Nhưng không phải là nhằm mục đích tránh sự thủy phân. Mà nó nhằm mục đích là tách lớp. Mục đích chính của thêm nước lạnh là tách lớp. Nhưng dĩ nhiên nó cũng có một cái yếu tố nho nhỏ để tránh sự thủy phân. Nhưng không phải là để nhằm, nó sai ở từ nhằm. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp, sai, chỉ có 2 lớp thôi. Tách isoamin acetat từ hỗn hợp sau bước 3 bằng pháp chiết chính xác mình mới nói vừa nãy xong.
ở bước 2 xảy ra phản ứng ST hóa. Đúng. Nhưng không phải giải phóng hơi. Bởi vì anh ST tồn tại điều kiện thường là chất lỏng. Đúng không? Chứ không phải là hơi. Chất lỏng có mùi thơm của chuối chín mới đúng. À đâu? Ở đây là trong nồi nước sôi thì nó sẽ có hơi đấy. Nó sẽ giải phóng hơi mà. Bởi vì nồi nước sôi nên là cái thằng mà mùi thơm chuối chín này nó sẽ bốc hơi. Bốc hơi một chút thôi. Nên e đúng. Mày đọc kỹ từng từ. Số về đúng là 2. Kinh không? Những cái câu mức độ vận dụng cao đọc kỹ từng từ đấy ạ. Không là mất điểm như chơi. Ok, anh em hiểu chưa? Bắt đầu làm đến những bọn này là đi hiểu hiểu rồi đúng không? Dễ rồi mà. Ví dụ số 7 ạ. Làm đi, chiếm lấy nó đi. Học sinh thì mình có gì mà ngại. Chiếm lấy nó. Chiếm lấy nó cho thật. Ví dụ 7 ạ. Ví dụ 7. Anh em comment đáp án nhá. Ví dụ 7 đáp án gì? Ghê không? Làm một này phê lắm, đầu óc, nhưng mà nói thật nhá. Đi thi học thường các anh chị học sinh của thầy ạ, là nhìn thấy câu này là các anh chị làm luôn đấy. Có nghĩa là còn mấy câu khó khó ấy thì thấy câu này là chiến ngay. Bởi vì nó ngon. Thực sự là nó ngon. Vì là thầy dạy rồi thì nó quá ngon được gì nữa. Dễ không? Mạnh mẽ lên. 7 comment mãnh liệt lên chứ. Sợ gì? Có thầy đây rồi. Sai gì thầy lại giải thích. Không hiểu gì thì có thầy hướng dẫn nhá. Các em sướng thầy như ngày xưa thầy có làm sai chẳng có biết hỏi ai. Ví dụ số 7 nhá. Tiến hành các thí nghiệm theo bước sau. Bước 1 thì cho vào hai ống nghiệm. Mỗi ống là 20 lít etinacetat thì chưa vấn đề gì cả. Thêm vào ống thứ nhất, thêm vào ống thứ hai thì lúc này là dung dịch nó phân lớp đấy. Bởi vì đây là thủy phân mà thì nó ngược lại đúng không? Thì cả hai ống đều phân lớp. ST nổi lên trên. Hỗn hợp còn lại chìm dưới, lắc đều ống nghiệm, lắp ống sinh hàn đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút để nguội thì ống 1 là thủy phân trong môi trường axit. Thì sau phản ứng thì phân lớp. Còn ống 2 là thủy phân trong môi trường kiềm. Phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hỗn hợp sau đồng nhất. Tại vì etinacetat nó tạo thành muối CH3CONA này thì nó tan này. Muối này tan tốt này. Sau bước 2, chất lỏng ở cái ống nghiệm đều chuyển sang màu vàng sai. Không màu. Sau bước 2, ống nghiệm thứ hai xuất hiện kết tủa trắng, không phải xà phòng nó phải là muối của axit béo và natri cơ. Còn đây không phải là muối của axit béo, đây là muối của anh CH3COH, nó là muối C3CONA, natri acetat, muối này tan. Sau bước 3, hai ống nghiệm đều thu được sản phẩm giống nhau. Sai. Sau bước 3 thì cái ống nghiệm số 1 thì thu được là axit acetic và ancol ethylic, còn ống nghiệm số 2 thu được CH3CONA và ancol. Hai thằng này không giống nhau. Sau bước 3 ống nghiệm thứ nhất vẫn còn etinacetat, đúng rồi. Ống số 1 vẫn còn bởi vì đây nó là phản ứng thủy phân trong môi trường axit thì nó là phản ứng thuận nghịch. Còn ở bước 3 có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy, chính xác. Ống sinh hàn có tác dụng hút nước. Ống sinh hàn không hút nước. Ống sinh hàn là nó chỉ có tác dụng là nó chuyển hóa cái hơi của anh ST chuyển thành chất lỏng thôi. Vậy ở đây mình chỉ có hai phát biểu đúng thôi nhá. Ở cái ví dụ số 7 này thì chúng ta chỉ có hai cái phát biểu đúng thôi nhá. Đấy là phát biểu
Số 4 là sau bước 3. Sau bước 3 thì ống nghiệm thứ nhất vẫn còn etinacetat, đúng không? Và cái thứ hai là ở bước 3 có thể thay thế việc đun sôi nhẹ bằng đun kích thủy. Vậy nó phải có hai phát biểu đúng nhá. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B. Hai phát biểu đúng. Đúng không ạ? Ok. Ví dụ số 8. Ví dụ số 8 các bạn comment đáp án thì coi nào. Giờ làm ngon rồi. Giờ còn sợ gì nữa. Ví dụ số 8 ạ. 8 nào, 8 nào. 8 đáp án gì? Dễ. Học thầy Minh bây giờ mới biết hóa dễ thế nhờ. Sao? Ống sinh hàn á. Ống sinh hàn nó có tác dụng. Đây 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 cái ống sinh hàn đây em. Đây này, đây, đây là ống sinh hàn này. Đây, nước làm lạnh đi vào ở bên dưới. Thì cái nước này, nước làm lạnh thì có phải là cái hơi nó thoát ra đây không? Đây là hơi este nhá. Và các hỗn hợp axit và ancol thoát ra đây. Thì nó thoát ra dưới dạng hơi. Thì nó đi ở bên trong cái ống này này. Thì hơi này, thì do có nước lạnh thì hơi nó sẽ ngưng tụ thành dung dịch, nó nhỏ thôi. Thì đây là tác dụng của ống sinh hàn. Tác dụng ống sinh hàn để ngưng tụ cái chất dạng hơi thành dạng lỏng. Được chưa em? Đấy thì mình nhìn vào cái này thì mình sẽ hiểu được cái ống sinh hàn luôn. Nó cũng giống như kiểu cái ống sinh hàn, nó giống như kiểu cái gì nhỉ? Hiểu. Nói chung nó giống cái gì nhỉ? Thầy chưa nghĩ ra cái ống sinh hàn nó giống cái gì. Ok chưa? Mình nhìn vào hình này mình biết ngay về tác dụng ống sinh hàn luôn. Nhá, chứ không phải hút nước. Nước chảy trong đấy làm gì bị hút. Ví dụ số 8 ạ. Cho vào hai bình cầu. Mỗi bình 10 ml etin acetat CH3COOC2H5. Thêm 10 ml dung dịch H2O4 vào bình thứ nhất. Vậy đây là vẫn là dung dịch phân hai, hai ống nghiệm được phân lớp. Lắc cả hai bình. Lắc đều cả hai bình. Lắp ống sinh hàn. Rồi đun nhẹ trong 5 phút, lắc đều cả hai bình. Lắp ống sinh hàn. Rồi đun nhẹ trong 5 phút. Sau đó để nguội. Rồi. Vậy phản ứng thủy phân xảy ra thì ở ống số 1, ống 1 là thủy phân trong môi trường axit. Thủy phân trong môi trường axit thì hỗn hợp sản phẩm nó sẽ gồm hỗn hợp sau phản ứng chứ không phải là hỗn hợp sản phẩm. Hỗn hợp sau phản ứng nó sẽ gồm là axit ancol ester dư đúng không, có cả axit dư nữa và nước, thì hỗn hợp này nó phân lớp. Thế còn cái ống nghiệm số 2 thì thủy phân trong môi trường kiềm thì hỗn hợp nó sẽ gồm CH3COONa C2H5OH thì đồng nhất. Có cả axit dư nữa. Được không ạ? Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp. Sai. À đúng, đúng rồi. Đây kết thúc bước 2, nó đã xảy ra cái gì đâu, đúng. Đúng mà. Với kết thúc bước 2 nó chưa xảy ra bất kỳ cái gì cả. Đấy, mình phải để ý. Câu cú. Ở bước 3 thay thế việc đun sôi bằng đun cách thủy đúng.
Ở ba trong hai bình đều chứa chất tham gia phản ứng trắng bạc. Không, trắng bạc phải đầu HCO. Ở bước 3 trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa, đúng. A, B, D đúng. Vậy mình sẽ có 3 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án B. B mà, A, B, D đúng mà. Thấy không? Chắc là các bạn bị lừa ở IA đúng không? Mấy anh em mà chọn D chắc là bị lừa ở IA. Ý B mới đúng nhá. Chắc là mấy đứa bị lừa ở IA rồi. Kết thúc bước 2 mà. Kết thúc bước 2 đấy, các em nhìn đây, nó đã có phản ứng thủy phân xảy ra đâu. Đúng không? Người ta mới chỉ đổ thằng axit vào thôi, với đổ thằng NaOH vào thôi, chứ người ta đun nóng nhẹ đâu. Đun nóng nhẹ nó mới xảy ra mà. Hiểu không ạ? Đấy. Anh em dễ bị lừa lắm. Lừa vẹo mặt. Nào, tiếp đi. Ví dụ số 9 đi. Tự tin rồi đấy, tự tin rồi đấy. Chung quy là không gì bằng tự tin cả. Chín ạ. Chín ạ. Chín cũng hay mà. Các bạn comment đáp án thì có số 9. Thế là buổi sau mình sang chất béo nha. Mình sẽ có một buổi học về lý thuyết chất béo. Sau đó là mình sẽ đi chia dạng bài tập chất béo. Chia dạng bài tập chất béo thì nhanh thôi. Bài tập chất béo thì nó có hai cái dạng, ba dạng chính. Đấy, xong chất béo thì là mình sẽ sang phần carbohydrate. Carbohydrate thì học nhanh, carbohydrate học vèo phát xong như đua luôn. Ví dụ số 9, dễ mà đúng không? Bước 1 thêm 4 ml ancol isoamilic và 4 ml axit acetic kết tinh, khoảng 2 ml H2O đặc và ống nghiệm khô lắc đều. Chưa hiện tượng gì nhá, đây dung dịch đồng nhất. Bởi vì tất cả nó đều hòa tan vào nhau. Được chưa? Tất cả nó đều hòa tan vào nhau. Hóa phần nào khó nhất? Phần này. Phần này khó nhất. Phần este ấy ạ. Trong đó có este câu vận dụng cao là khó nhất. Đưa ống nghiệm vào nồi nước sôi từ 10 đến 15 phút, sau đó lấy ra và làm lạnh. Thì đây là phản ứng este hóa xảy ra nhé. Cho vào ống nghiệm hỗn hợp và ống nghiệm chứa 10 ml nước lạnh thì để tách lớp. Tại bước 2 xảy ra phản ứng este hóa đúng. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp, đúng, nước lạnh mà thì tách thành hai lớp. Có thể thay nước lạnh trong cốc bao dịch NaCl bão hòa, đúng rồi, bởi vì NaCl bão hòa mà cho vào thì nó sẽ, nước lạnh hay NaCl bão hòa vào thì tác dụng chính của nó là đều để làm cho cái dung dịch nó tách lớp. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được có mùi chuối chín, đúng rồi, isoamilic và axit acetic thì nó thu được là isoamin acetat thì đúng là nó tách lớp thật. H2O4 đặc đóng vai trò chất xúc tác và hút nước để chuyển dịch cân bằng, đúng. Vậy mình có A, B, C, D, E cả 5 cái đều đúng. 5 cái đều đúng mà. Cả 5 cái đều đúng các em nhé. Các bạn cứ bị lừa nhỉ. Các bạn cứ bị lừa đâu ấy. Ôi, một bạn comment đúng luôn ạ. Các bạn bị lừa đâu, các bạn có thể comment cho thầy không? Các bạn bị lừa đâu ạ? Để thầy có thể giảng sâu hơn chúng ta. Các bạn bị lừa đâu mà các bạn lại chọn A? Có thể comment cho thầy được không? Để thầy có thể nói sâu hơn vào cái chỗ mà các bạn đi sai, để cho các bạn hiểu được cái bản chất của nó thì các bạn sẽ không bao giờ bị sai nữa. Xem nào, để thầy đoán nào. Bước 2 sẽ phát ra tiêu hóa là chắc chắn đúng rồi, chắc không nào bị sai đâu. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng tách thành hai lớp thì chắc cũng không bị sai. Thay nước lạnh trong cốc 3 bằng NaCl bão hòa cũng không bị sai. Sau bước 3 hỗn hợp chất lỏng thu được mùi chuối chín cũng không bị sai. E thì xúc tác hút nước cũng không thể sai được. Ý C á, thay nước lạnh, à thầy đã nói rồi thầy. Cái nước lạnh với cái NaCl bão hòa thì cái mục tiêu nó tương tự như nhau. Bởi vì các em có nhớ không? Bởi vì cái nước lạnh vào ấy thì nó giảm nhiệt độ, mà bởi vì là cái dung dịch nó càng nóng thì độ tan nó càng lớn. Dung dịch nó càng lạnh thì độ tan nó càng thấp. Có nhớ cái đấy không? Ví dụ như là em hòa đường vào trong một cốc nước đá và hòa đường vào trong một cốc nước nóng thì em bao giờ em cũng thấy rằng là cốc nước nóng sẽ hòa tan được nhiều đường hơn so với lại cốc nước đá, đúng không ạ? Bởi vì là cái dung dịch lạnh ấy, thì nó sẽ hòa tan được cái độ tan của cái chất tan trong dung dịch lạnh,
thì nó sẽ tan ít hơn so với độ tan chất tan trong dung dịch nóng. Thì khi cho NaCl bão hòa, khi cho nước vào, khi cho nước lạnh vào thì nó sẽ hạ nhiệt độ xuống và nó sẽ đẩy cho những cái thằng nào mà nặng thì chìm xuống, những thằng nào mà nhẹ thì nổi lên. Được chưa? Ok không? Nốt. Câu cuối cùng của hôm nay. 10. Bót 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 bót. Thôi, còn câu 10 này bây giờ thầy muốn tất cả các bạn cùng comment đáp án đi. Tất cả các bạn cùng comment đáp án đi để thầy nhìn xem là các bạn làm đúng hay các bạn làm sai. Còn câu 10 thôi, câu 10 thôi là mình xong rồi. Mỗi câu 10 nữa. À các em ơi, chắc thầy phải xin phép các em thứ 5 tuần sau. À thứ 4 mình học, còn cái buổi tối thứ 6 của tuần sau thì mình chuyển sang tối thứ 5 được không? Có nghĩa là tối thứ 5 mình học muộn muộn chút. Bởi vì là cái chắc là tối thứ 5 mình học khoảng tầm từ 9 giờ đến 10 giờ 30. Tại vì là cái tuần sau thì thầy đưa bố thầy lên Hà Nội để làm lại răng giả. Bố thầy rụng hết răng rồi, còn có 3 cái thôi. 3 cái hàm trên. À đâu, hàm trên bố thầy rụng hết rồi, còn mấy cái hàm dưới thôi. Thì thầy đưa bố thầy lên Hà Nội để làm lại răng. Thì tối thứ 6 thì em gái thầy nó có muốn một cái buổi mà đưa bố thầy đi ăn. Thì thầy muốn là cái buổi đấy thì tối thứ 6 thì dành cho gia đình một chút. Nhưng mà thầy không cho các bạn nghỉ đâu, bởi vì nếu mà nghỉ sẽ muộn. Thì mình đổi cái lịch học của buổi tối thứ 6 sang cái lịch học của buổi tối thứ 5 được không? Thì thứ 4 mình cũng học bình thường, nhưng mà tối thứ 5 mình sẽ học khoảng độ tầm từ 9 giờ, được không em? Thì nếu mà các em đồng ý thì các em nhớ nhắc các bạn ở bên trong nhóm lớp giúp thầy nhá. Không đến hôm đấy các bạn ấy lại không biết thì lại khổ thân các bạn. Được không? Anh em nào đồng ý chấm cái. Bố thầy già rồi, bố thầy 75 tuổi. Thầy năm nay mới 31 nhưng bố thầy 75. Rụng hết. Giờ còn mấy cái răng rồi. Thế thì đợt này thầy thì đưa bố thầy lên trên này để làm lại răng. Nhưng mà mình lịch học mình vẫn là một tuần hai buổi nhá. Thứ tư mình vẫn học. Xong rồi là thứ năm mình học thay. Thứ ba không được. Bởi vì là cái lịch dạy off của thầy nó kín hết rồi. Thứ ba thầy dạy muộn lắm. Thứ ba thầy dạy xong muộn cực kỳ luôn. Hôm thứ ba thầy có tận 4 ca. Dạy xong phê lắm, không nói được gì. Kiểu nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái nhiệt huyết mà thầy dạy các em ấy. Có nghĩa là thầy không muốn rằng là thầy dạy các em trong cái lúc mà thầy mệt mỏi ấy. Bởi vì cái lúc mà thầy dạy mệt, cái lúc mà mệt mỏi thì thầy không thể sống đúng với bản thân thầy được. Thầy không thể nào mà giảng kỹ, giảng sâu hay là truyền cái năng lượng cho các em được. Thế nên là những cái buổi nào mà thầy dạy các em ấy, thì các em để ý là những cái hôm đấy thì thầy đều dạy rất ít lớp off. Có nghĩa là thầy coi các em như là một lớp off của thầy, để thầy có thể tận tình, có thể tận tâm để có thể giảng lại cho các em. Đấy, bởi vì như các em cũng biết là dạy một cái buổi live thì thầy sẽ phải nói rất nhiều. Thầy nói nhiều hơn so với việc dạy lớp off. Thì nó cần nhiều năng lượng, nó cần phải tụ lại. Thế nên là thầy xếp lịch như vậy là rất là khó đổi. Tối thứ năm thì thầy có một buổi live stream free trước. Thì thầy sẽ cắt bớt cái giờ live stream free đi để tập trung dạy cho chúng ta. Bởi vì cái buổi hôm thứ năm đấy là cũng một buổi quan trọng về phần chia giảm chất béo. Nhá, các bạn thông cảm thầy nhá, được không? Đồng ý đổi nhá. Thì mình đổi là tối thứ 6 thành tối thứ 5 được không? Thì các bạn vào bên trong nhóm lớp cho các bạn nhắc các bạn ở bên trong nhóm giúp thầy nhá. Được không? Bạn nào không biết thì nhắc giúp thầy nhá. Là thầy đã nhắc trước rồi nhá. Thầy nhắc từ tối nay rồi. Được không nhỉ? Thầy yêu các em nhiều nhá. Mình chữa nốt câu ví dụ 10 này. Để điều chế STCS3COCH5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau. CH5OH cộng với CH3COH 24 đặc đây này, thêm đá bọt đây này, không nó vỡ. Etin acetat nhiệt độ sôi thấp 77 độ C nên dễ bị bay hơi đun nóng. Chính xác. Thế đấy là lý do tại sao phải đun cách thủy này hoặc là đun nóng nhẹ. 24 đặc vừa làm chất xúc tác vừa tác dụng hút nước. Chính xác. Etin acetat qua ống dẫn dưới dạng hơi. Đây này, hơi đúng không? Nên cần làm lạnh nước đá. Đúng, chính xác. Khi kết thúc thí nghiệm cần tắt đèn cồn. Tắt đèn cồn là sai. Bởi vì em biết tại sao không? Khi tắt đèn cồn nhá, cái dung dịch nâng đây. Mình tắt đèn cồn ấy thì nhiệt độ nó giảm. Nhiệt độ nó giảm thì khí nó co lại. Khí nó co lại thì áp suất nó giảm. Áp suất giảm nó hút ngược cái dung dịch ở bên trong này, nó chạy vào bên trong cái ống này này. Nó chạy ngược lại trong này. Thì cái dung dịch ở bên ngoài này đang là lạnh mà bị hút ngược vào trong ống này nóng. Nóng gặp lạnh đột ngột dẫn đến vỡ ống nghiệm. Vì vậy nên không được tắt đèn cồn.
trước khi tháo ống dẫn hơi, mà phải tháo ống dẫn hơi trước rồi mới được tắt đèn cồn, các bạn nhớ chưa? Tháo ống dẫn hơi trước rồi mới được tắt đèn cồn, nhớ nhá. Vai trò đá bọt để bảo vệ ống nghiệm không bị vỡ, chính xác. Có thể thêm ít bột CaCO3 trong ống nghiệm thay cho đá bọt, sai. Đá bọt là các cái viên đá của muối canxi silicat hoặc magie silicat nhá. Thì những đặc điểm của những cái anh muối này là ở bên trên bề mặt nó có những cái lỗ nhỏ li ti, nó rỗ rỗ ấy, thì nó mới tạo được bọt. Còn lại cái anh bột CaCO3 này này thì nó mịn, dẫn đến không tạo được bọt. Nên tuyệt đối chúng ta không thể thay thế anh CaCO3 thay cho đá bọt được, được chưa? Vì vậy nên G sai. Vậy mình sẽ có A đúng, B đúng, C đúng và E đúng. Mình có 4 nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đấy. Một lần sai là một lần nhớ. Thầy hy vọng rằng là với những cái sai mà các em được thầy chỉ ra trong buổi ngày hôm nay thì các em sẽ không bao giờ bị sai lần nào nữa. Ok. Xin phép các em, buổi hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta có phần bài tập về nhà ở phía dưới, đúng không? Các bạn có thể làm ở bên trong app. Và tuần tới các bạn đọc đọc trước tài liệu phần chất béo nhá. Tuần tới mình sẽ học về lý thuyết chất béo và mình sẽ đi làm một chút bài tập về chất béo, rồi mình sẽ đi chia giải chất béo, được chưa? Ok, bye bye, chào tạm biệt cả lớp, yêu cả lớp nhiều, hẹn gặp lại chúng ta vào tuần sau và nhớ giới thiệu thầy đến tất cả các bạn của các em nhé. Một người thầy duy nhất chia dạng nhiệt tình phần vận dụng cao. Cảm ơn tất cả các em rất rất nhiều. Bye bye, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.